Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em thân thủ chơi cái sự kiện tiên đảo bồng lai anh em nha. Mấy thằng ấy tranh nhau một cái cục đá anh em ạ. Mình này cùng với cả một số đồng đội nữa đang vào cái linh mạch hoa thanh bậc 1 của cái bang XXX kia này, múc nha. Bác nào mà chiếm được càng nhiều những cái mỏ quặng như thế này thì sẽ càng có nhiều điểm cũng như là càng xếp hạng top cao. Sau khi cả ba mình tụ tập vào chiếm xong cái mỏ này, tiếp tục sang cái mỏ bên cạnh luôn anh em nha. Anh em lưu ý cái lịch thi đấu là nó sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Thì nếu như mà anh em căn giờ được, vào đánh càng sớm càng tốt, chiếm được càng nhiều mỏ từ sớm thì điểm của anh em sẽ tích lũy được càng nhiều. Để mình giải thích dễ hiểu hơn một chút cho anh em nhé. Tức là ở trong cái bản đồ này có rất nhiều những cái mỏ linh thạch, và vứt vào đây là 5-6 bang cùng nhau đi tranh chấp. Thì bang nào mà tranh chấp được càng nhiều mỏ linh thạch thì chúng ta sẽ tích lũy được càng nhiều điểm và càng xếp hạng top cao. Về các cái mỏ linh thạch này thì nó cũng sẽ có những cấp độ khác nhau. Ví dụ như cái này chỉ là bậc 1 này. Mỏ này thì sẽ là bậc 2 anh em nhé. Còn cái mỏ siêu to khổng lồ này thì nó sẽ là bậc 3. Và tất nhiên là cái bậc của nó càng cao thì cái số lượng linh thạch mà chúng ta nhận tích lũy lại khi mà để đội hình phòng thủ ở đây nó càng nhiều. Đối với mỏ bậc 3 thì là cộng 60 cái điểm linh thạch 1 phút này. Bậc 2 thì chỉ cộng 30 mỗi phút thôi, và bậc 1 thì chỉ có 10 điểm mỗi phút thôi anh em nha. Tuy nhiên đấy chưa là gì, bởi vì ở giữa bản đồ của chúng ta có một cái linh mạch cửu thiên bậc 4. Cái này mới gọi là cộng nhiều điểm anh em ạ. Tuy nhiên là để chiếm được cái linh mạch cửu thiên này ấy, thì chúng ta cần phải chờ đợi đến khung giờ là 8 giờ. Nó sẽ mở hết cái vòng bảo vệ này ra. Lúc đấy là chúng ta bắt đầu mới có thể là cho đội quân vào để phòng thủ cũng như là chiếm cái mỏ linh thạch này. Và trước đó vào khung giờ 7 giờ tối, tức là 19 giờ thì chúng ta còn rất nhiều những bang khác đang lấp ló ở xung quanh. Và đến lúc 19 giờ đó thì tất cả những cái vòng bảo vệ của các bang đấy sẽ mở ra. Lúc này thì chúng ta mới có thể tấn công lẫn nhau được anh em nhé. Đây, thanh khâu nữa này. Rồi thì cả XNXX này. Trời ơi, hôm qua giáo chủ thiên địa vừa mới bị bớ xong. E rằng là giáo chủ XNXX sắp bị sờ sớm rồi. Lướt qua cái bản đồ này thì mình thấy bang của mình đang chiếm ưu thế hoàn toàn khi mà sở hữu được rất nhiều mỏ linh thạch ở đây nha anh em ơi. Và để chơi tốt được cái sự kiện này thì bắt buộc là thành viên trong bang của anh em phải hiểu được về cái hoạt động này, cũng như là online đầy đủ. Tất cả những thành viên mạnh thì anh em sẽ phân bổ ra, chia để bảo vệ những cái mỏ linh thạch level 3. Còn những mỏ linh thạch level 2, level 1 thì chúng ta sẽ chia ra thành cấp độ lực chiến sao cho nó hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những cái hoạt động quan trọng, bởi vì trong phần thành tựu này nếu như chúng ta tích lũy điểm càng nhiều thì những phần thưởng chúng ta nhận được càng lớn, bao gồm cả mảnh tinh quái đỏ này, rồi thì mảnh pet đỏ này, rồi ngự linh thạch rất rất nhiều luôn này. Trời ơi, cực kỳ là sướng luôn anh em ạ. Tài nguyên chúng ta kiếm ở trong này là vô vàn, mỗi tội là cần phải chăm chỉ cũng như là bang của anh em phải tích cực online nha. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là xem thêm nhiều video mới về tiểu yêu tầm đạo anh em nha.